Hello anh em đã quay trở lại với kênh Cụ Tài Gaming. Mỗi ngày một clip leo rank nha anh em. Clip ngày hôm nay lên cho anh em con Vecna đi đường giữa ha. Từ để tôi kéo này xuống cái anh em ơi. Rồi, đợi tôi xíu, tôi cần nó cái. Rồi, ok ha, cho nó giữa giữa vậy nhìn cho đẹp ha. Đi xuống xíu nữa ha. Rồi, vậy đi. Ok, đẹp anh em ạ. Rồi, trận này thì không biết tình hình nó làm sao đây, thấy nó cũng là hơi căng để mở cái game mình cái. Smash them. Cái là má tiếng game nó lớn. Mở tiếng game lên cái má muốn giác ngộ luôn anh em. Tiếng game lớn vãi nồi. Rồi, chào anh em nhé. Anh em coi livestream thì ở lộn, anh em coi clip bấm giùm một like nha. Cho một like, một đăng ký kênh. Vết đi cặp với lại thằng gì vậy? Thằng Zack à. Vết trận này đi với Zack à. Con Vết thì nó vẫn đang trong meta nha anh em. Zack thì mới bị nép. Zack thì nó mới bị nép chút xíu. Nhưng mà nó vẫn được anh em ạ. Nói chung mình đánh giá con Zack nó vẫn ok. Mình limit xong mình dập lên top mình găng cho AD nha anh em. Nói chung là ví dụ AD đi trên thì mình đi trên, còn AD đi dưới thì mình đi dưới à, kiểu vậy. Nói chung là nó tùy ha, nó tùy cái góc đi của thằng AD mình. AD mình nó đi đâu, AD là thằng lên vàng anh em. Nói chung là đi theo cái lên vàng á. Lên vàng đi đâu mình đi đó. Lên vàng ở trên thì đi ở trên, lên vàng ở dưới đi dưới. Kiểu đơn giản vậy thôi. Được không vậy? Sách trước ha. Sách hay trường lửa trước, ta trường lửa trước đi anh em. Chứ bây giờ lên sách trước thì nó không có giảm hồi máu. Ghê vậy, Nolan ghê vậy. Nolan này gắt vậy. Má gì gấp nhả ghê vậy mấy anh hai. Ủa thằng Ben nó bị cướp bùa xanh hả? Ben nó chưa lên cấp 4 nữa kìa. Đợi anh chú lấy mát trước. Đợi anh chú nhấp trước, đợi anh chú nhấp trước. Chú đang nhấp á, chú đang nhấp á. Từ chúng này. Rồi, nhẹ nhẹ vậy thôi anh em, nhẹ nhẹ vậy thôi. Sương sương vậy thôi không? Sương sương vậy thôi. Cho nó yếu một tí anh em, cho nó yếu một tí. Má với boss muốn ghê vậy. Đẩy luôn cái mid đi, đẩy luôn cái mid trước đi. Ok, đẩy luôn cái mid trước đi. Rồi, rồi, chú không ổn rồi, chú cúc rồi. Chú cúc rồi. Chú Cúc ơi, may là tôi thả con lót xuống cứu kịp á. Chứ không tôi nghĩ là chú khả năng cao là Cúc anh em. Chết mẹ tôi Cúc rồi anh em ơi, tôi Cúc rồi. Rồi tóc. Về. Yếu rồi, về thôi. Gì nữa đây, gì đây. Gì đây cậu. Gì đây cậu. À, đang biến về thì hả đứt nó bay vô cút luôn. Một pha biến về hơi ẩu quá đi mà. Được cái Nolan đánh hay nó gánh game này được. Đầu game hơi ẩu tí, đầu game hơi ẩu tí. Đánh chơi được không ta, đánh chơi được không ta, đánh hay đứt được không ta. Rồi xong rồi. Cúc rồi. Chu cúc rồi. Chu trời chu sống luôn kìa, ghê vậy. À không, vẫn chết. Vẫn cúc anh em, bắn được không Leslie? Má thả lót đẹp quá trời luôn rồi, combo đẹp quá trời luôn, Leslie nó bắn được cái nhờ. Áp lực nó, áp lực nó. Ừ, áp lực nó một cái, áp lực nó một cái không? Áp lực nó một cái. Cho tụi nó không có về được. Alex lên tới rồi. Alex lên cái là dễ đi lắm nha. Ủa Alex này đi mid hả? Alex này đi hẹp hay đi mid vậy? Hình như đi hẹp á, đi hẹp chạy lên đây luôn à. Má Alex nó bỏ lên đây luôn má anh hai. Ghê vậy, hứa Alex này ghê vậy. Hai chiêu thôi, hai chiêu đánh tay ly lính được rồi. Không có cần phải xài hết mana đâu nè. Rình không được rồi, rình bên không được rồi, khó quá. Thằng Alex nó bỏ lên luôn mấy ông má vãi rồi. Rồi chú má cân 4 hả chú. Đi rồi tăng tăng với cân 4 cũng phải đi chứ. Chết mẹ giờ sao đẹp ta. Sống không? Sống sống anh em, sống sống sống. Đép đường xe, đép đường xe. Phải đép được tên đó chúng thôi bể chủ. Buộc rồi, buộc phải lên đép tên đó rồi. Không lên là bể chủ á.
Về đi. Đừng cố không, đừng cố. Chỉ cần giữ cái trụ ở trên là ok, ổn áp rồi. Mọi thứ chỉ cần vô đó thôi. Chỗ này mình cứ xử lý từ từ anh em ạ. Không có vội vàng gì hết. Đẩy luôn cái chủ mít nè, chủ mít chống nè. Ben bị mất bùa nó rồi. Ben mất bùa rồi, bị cướp bùa rồi. Không được thôi, bỏ đi đừng cố, má cố chết á. Má cố dễ cút lắm. Team mình quýnh này bị cố anh em, thấy cảm giác nó bị cố không? Má cố vãi. Đánh vô tới trong nhà, người ta đánh trong buổi giờ chưa chịu ra nữa. Chưa chịu ra luôn. Má cố chi trời. Ra ngoài được mà, ra ngoài ok mà. Có trường lửa rồi, combo mẹ đau vừng chết. Thằng nào lú đầu ra combo hết. Tuy là tôi chưa có nhiều mạng nhưng mà cái tác dụng của tôi là có nha. Đó, tác dụng của tôi hơi bị đau, hơi bị thốn. Không ăn mạng được anh em ạ, vẫn chưa lú đam, thấy không? Có cục pha lên sáng vô đam nó mới to được. Còn chứ tầm này thì đam nó vẫn còn hơi bé. Ghê chưa, hay trụ đá, hay trụ đá cái góc đó là thả cục vô đầu liền, thả cục chiêu hai vô đầu liền. Đơn giản vậy thôi. Pin cho đánh tiếp luôn được không? Không được rồi, không được rồi, không được rồi. Cút rồi, cút rồi, cút rồi. Thôi, 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 tao đi thôi. Mày còn gì đâu mày đánh. Mày còn gì đâu mày đánh chú. Đá không còn, đánh đánh quần què. Thấy chưa? Má tào lao. Má đánh đúng tào lao luôn á, thề đánh đúng tào lao luôn á. Bên đánh cái gì mà vô tới trong nhà người ta luôn vậy? Tán cái nữa. Xong, đơn giản. Lót con nó tán cái là hai kích nó bốc hơi. Đơn giản vậy thôi. Chung là đánh con này đam nó to, được cái đam nó to đi, má đam to điên. Đam to mà khó chịu nha. Thấy cái cách di chuyển không? Bao khó chịu luôn á. Đam to hiệu ứng khống chế là có rồi, thêm vào đó là khả năng gọi là tạo tiền đề cho trận đấu cũng có anh em. Ừ, CC cũng nhiều thì kia ổng áp anh em. Chiêu thì xa, quan trọng là cái chiêu đó xa nữa. Đích khỏe thế, đích khỏe thế đó. Thả cú, thả lót cú nó anh em, thả lót cú nó chứ. Chết mẹ rồi, đích mở bay qua quả này chắc tôi đi á. Ừ, lót tôi tán chết Alex được, lót tôi tán chết Alex được. Khó chịu vô cùng anh em, khó chịu vô cùng. Từ canh thả chiêu 2, canh thả chiêu 2 kết. Rồi chu hề rồi, má chu hề pha đó rồi. Ăn được rùa không? Ừ, ăn được rùa, ngon. Ngon rồi, vậy ngon rồi. Cần chi nhiều đâu, ăn rùa là ngon rồi, tốt rồi. Ủa chú còn đá không vậy? Hai gích nó lướt góc này nè, biết mà thấy không? Tôi biết cái góc nó lướt luôn mà. Tôi biết cái góc nó lướt mà anh em. Mình đứng mình canh cái góc nó lướt á. Khó chịu vô cùng anh em ạ. À. À, game này mà tôi vẫn kiểm đang kiểm soát được, 3-1-3 không fit anh em. Bên kia thì thằng Jack đánh ok phết. Lên thêm cái này đi, chạy cho lẹ để tránh thằng Alex nó ôm vô. Má Alex nó trâu như chó nha. Alex nó trâu thì về lay chắc có mỗi Leslie bắn được nó thôi chứ ai bắn được nó. Chơi được Alex ta. Chơi được Alex ta. Rồi Alex cút rồi đó. Thả lót xuống là biết cút rồi đó. Châu châu chứ, chúng lót mà cũng đi à. Có con chu nó dặm thêm cái nữa, Leslie nó bắn xinh chuẩn mà. Chịu sao nổi. Tóc biến qua góc này anh em, chứ cái góc đó là dễ đi lắm. À, thả chiêu chúng nha, gích à. Tại kêu à. Ừ.
kia tỉa chúng không, Deadly tỉa cái bóc vô đầu, bể đầu. Máu lên cái. Nên bây giờ phải lên cánh trước là vậy á, em phải lên cánh trước. Tránh mất máu anh em, tránh mất máu. Núp nè, bây giờ mình đứng đây mình rình nè. Rình nó nè. Đây đây, dắt đây, dắt đây. Rồi, hụt rồi, má hụt rồi, hụt chiêu, hụt chiêu rồi. Má hụt chiêu rồi, pha đó trúng chiêu là dắt cút á. Mẹ, lét lì vậy. Rồi, tay gom luôn. Ăn cám nguyên đám luôn. Xong lét lì rồi, xong lét lì rồi. Nhảy vô nè. Thấy không? Biết mà, biết nó nhảy vô mà. Tôi để sẵn chiêu rồi, tôi để sẵn chiêu 2 rồi. Nhảy vô là trúng rồi, nhảy vô là trúng rồi, đâu có né được. Cá mập thả ra bên hông nè. Trúng nè. Chạy góc này, chạy góc này, chạy thẳng là chết với Hagrid. Tại vì nó ngay cái pháp trận của nó. Là mình đi anh em ạ. 5 giây, 5 giây. Lách né chiêu, lách né chiêu. Ây da. Má, lách né chiêu mà nó bắn vẫn trúng ta, nó bắn hay với ta. Thằng này bắn khéo với ta. Ủa, đâu ra nữa vậy? Anh chạy qua đây nào vậy? Trúng lót cái đi. Để lót farm lính, để lót farm lính anh em, để lót farm lính. Ừ, nửa cây, nửa cây tay riêu. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Góc xấu quá, bà quỳ đấm sớm quá, bà quỳ đấm sớm quá, góc xấu quắc luôn. Má, cái góc xấu quắc luôn. Cái góc không hề đẹp luôn anh em à, cái góc không hề đẹp luôn. Rồi, bóp tôi theo luôn rồi, bóp tôi một sải luôn rồi. Xong tôi lấy gì chạy, đứt nơm vô lấy gì tôi chạy giờ. Má, góc xấu quá. Không, mà quỳ đánh sớm quá, mà quỳ đánh sớm quá. Cái góc đó làm sao mà đánh được, tôi chưa vô vị trí mà. Mà quỳ là lướt ra không đấm mẹ rồi. Thì sao tôi thả combo vô được. Má, bại ra trưởng, Leslie bắn được. Ok, hay ngon. Lên cục này đi ha. Lên đang chiếu nguyệt đi ha. Được không? Được không? Khó chịu vô cùng anh em ạ. Núp vô đây nè. Ờ, chu đá. Ok, chu đá thì combo vô liền luôn á. Chu đá phát là tôi thả lót đồ vô các kiểu luôn á. Màng Leslie đi khùng, má đi dí. Không hiểu đi dí người ta. Chi vậy? Đi dí người ta chi vậy? Ngáo vãi nồi luôn thời, ngáo vãi nồi luôn, đi dí người ta chi vậy? Má nhiều lúc không hiểu được luôn á. Thề. Cái pha đó đánh làm sao mà dí vô được, đã bắt được thằng Hagrid là ngon rồi. Là tươi rồi, gọi là tươi rồi. Má dí người ta, dí cái quần què gì vậy? Đứt nó ôm rồi. Chịu rồi, đứt ôm chịu rồi. Persona bị đứt ôm chết rồi. Không làm gì được anh em mà, đứt nó ôm vô chịu rồi. Bó tay. Khó quá anh em mà, đứt nó ôm khó quá. Tốc độ di chuyển nó nhanh quá. Ừ, bắn được. Ok, bắn được. Ừ, bắn được, hay. Mất lót rồi. Mất rồi, mất rồi, mất rồi. Giữ được rồi. À, khó chỗ ngã đít quá anh em ơi, khó chỗ ngã đít quá. Không ổn tí nào. À, đít nó dí vào đầu mình là mình cứ chết thôi. Không có cách nào chạy được anh em. Không có một cách nào chạy được. Ấy tắt vãi nồi luôn. Bới tắt phờ lờ luôn. Rồi, không ổn rồi, không ổn rồi, đại dương ơi. Má, giờ sao đẹp. Rồi giờ sao đẹp.
gì đây em tay yếu bậy đó, ông chơi tôi không bậy đó, tôi nói rồi ông chơi tôi không bậy rồi, ông nghe tôi lì lì như trâu vậy. Đép lót cái bay, đép lót cái bay. Tôi ngại mỗi ngày lít thôi, lít nó ôm cho tôi đỡ không được thôi, chứ mấy anh khác dư sức, mấy anh khác lo dư sợ mỗi khứa lít thôi, má khứa lít dôm vô chịu chà lẹ quá, không làm gì được nó hết. Có được cái linh đăng rồi, đa nó cũng to đi mà. Bao to, múa 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 đấm múa đấm múa múa đấm. Bên tôi thằng đấm thằng đá ha, bao to đấm thì chu đá ha, thằng đấm thằng đá đi mà. Mỗi thằng một kiểu. Rồi nó lên hay, nó lên hay, ok. Chết mẹ rồi, chết mẹ rồi. Alex nó vô nó ôm nữa rồi, Alex nó vô nó ôm nữa rồi. Giải tán luôn. Alex nó vô nó ôm cái giải tán đám đông luôn. Gì đây? Gì đây? Gì đây? Team tôi đâu? Rồi team tôi cút. Ừ chạy kịp, hên quá chạy kịp anh em ạ, hên quá chạy kịp. Khó vô cùng anh em ạ, má nó đúng khó luôn á, thề đúng khó game này luôn á. Khó chịu vô cùng. Sao gỡ game này đây ta? Tôi lên trưởng xét không ta? Tôi lên trưởng xét để kích tôi lấy tốc độ di chuyển không ta? Dạ chó lẹ không nhỉ? Đàm tôi to lắm đó, má tôi dồn cũng thốn lắm đó. Nó trong hang lót. Ừ ngon, được một anh em, được một anh em. Con lót tôi hả, nó vô nó quậy. Ừ được hai, được ba, ngon. Má bởi vậy con lót tôi dắt con lót vô quậy không. Con Vecina này tận dụng con lót ngon lắm, lót quậy ngon lắm. Má lót quậy ít có khó chịu lắm anh em ạ. Ừ ngon, win luôn rồi. Khó chịu chưa, đánh Vecina khó chịu chưa. Không, tuy là chỉ có 14 mạng hỗ trợ thôi, nhưng mà cái tác dụng là một đống tác dụng đấy. Căng lắm đấy. Win rồi. Lót ăn được luôn mà, lấy gì thua nữa. Bye team bạn, lụm team bạn game này. Rồi, thả lót xuống luôn, cho lót quýnh nhà cho lẹ chứ. Ok, lụm anh em ơi. Chắc em không MVP rồi, MVP đồng đội MVP rồi. Mình nghĩ là MVP trận này là chỉ có no hope thôi em. Victory. Đơn giản vậy thôi. 18 sao. Đấy, không MVP được. 9.9 thằng Leslie. Leslie nó giữ vị trí nó bắn được 9.9. Ok, đam 31%. Cảm ơn em đã theo dõi clip con Vecina tôi. Hẹn gặp lại anh em trong những clip lần sau. Chúc anh em một ngày vui. Bye bye anh em nha. Bye. Con này thuộc dạng là match lay nha anh em, kiểu tạo tiền đề thôi.